Chào các con, cô Hoàng Vân rất vui mừng chào đón các con đến với bài học trang số 11. Cô sẽ hướng dẫn cho các con bài The Bells Ring Out. Và chúng mình sẽ đọc nốt nhạc ở khóa son và khóa pha. Tuy nhiên, trước tiên thì cô sẽ hướng dẫn cho các con phần ký hiệu mới được xuất hiện trong bản nhạc này. Đó là sharp soi, đó là dấu thăng. Thì khi một dấu thăng này được đặt trước một nốt nhạc, thì hãy chơi về phím gần nhất ở bên tay phải. Thường thì sẽ là phím màu đen. Đó. Vậy bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào cái bàn phím này và hãy nhìn cô chỉ về phím pha thăng được chơi trên phím piano như thế nào nhé. Với dấu hóa pha thăng thì chúng ta sẽ chơi phím này là phím đen ở bên phải của phím pha. Đó, bên phải của phím pha. Thế thì lát nữa các con quan sát ở trên phím đàn các con sẽ rõ hơn. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ đọc nốt nhạc nhé. Đối với dấu thăng mà được đặt trước một nốt như thế này thì sẽ có giá trị trong một ô nhịp. Nếu phía đằng sau nốt nhạc đó được viết lại thì chúng mình cũng chơi cái dấu hóa được viết ở đằng trước nhé. Bây giờ thì chúng ta đọc nốt thôi. Nhịp 44, 1 2 3 4 lặng. Son fa mi re do 1 2 lặng. Son fa mi re do 1 2 lặng. Son mi lặng lặng. Fa re lặng lặng. Son mi lặng lặng. Fa re lặng. Rồi nghỉ 4 phách chỗ này. Và cuối cùng là mi 2 3 4 re 2 3 4 1 lặng 1 2. Như vậy đấy là cô đã hướng dẫn xong cho các con phần nốt khóa son. Bây giờ chúng ta sẽ khám phá nốt nhạc của khóa pha nhé. 1 2 3 4 son 1 2 3 1 2 si la son lặng 1 2 1 2 si la son lặng lặng. Đô la lặng lặng. Si son lặng lặng. Đô la lặng lặng. Si son 2 3 4 đô 2 3 4 si 2 3 4 1 lặng 1 2. Đó là phần nốt nhạc được ghi đối với bài The Bells Ring Out. Bây giờ các con cùng quan sát cô chơi ở trên bàn phím để chúng mình nhìn về phím pha thăng cũng như là nghe giai điệu của bản nhạc này nhé. Trước tiên cô Vân sẽ hướng dẫn cho các con tìm phím pha thăng. Chúng ta sẽ tìm phím pha thường này. Sau đó chúng ta tăng lên bên phải ngay sát với lại phím trắng. Vậy thì nốt này sẽ là nốt pha thăng. Rồi. Đấy. Và bây giờ thì cô sẽ bắt đầu chơi bản nhạc này với phần khóa son. Cô sẽ đặt tay ở vị trí đô trung tâm. Đó. Thế thì nốt pha thăng các con sẽ phải chơi bằng ngón 4 nhé. Bây giờ các con quan sát màn hình. Cô sẽ làm mẫu phần khóa son. 1 2 3 4 lặng. Son fa mi re do 1 2 lặng. Son fa mi re do 1 2 lặng. Son mi lặng lặng. Fa re lặng lặng. Son mi lặng lặng. Fa re lặng 1 2 3 4 mi 2 3 4 re đằng sau. Còn đối với khóa pha thì chúng ta sẽ đặt tay nút son ở ngón 5 nhé. Rồi bây giờ cô sẽ bắt đầu. 1, 2, 3, 4, son lặng. 1, 2, 1, 2, si la son lặng. 1, 2, 1, 2, si la son lặng, lặng. Do la lặng, lặng. Si son lặng, lặng. Do la lặng, lặng. Si son 2 3 4. Do 2 3 4. Si 2 3 4. 1 lặng. Phần tiếp theo cô sẽ chơi hai tay như một bài hoàn chỉnh từ đầu đến cuối. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Son son sẽ chơi cùng với lại nhạc tốc độ chậm và nhanh này. Bây giờ phần nhạc nhanh nhé. 1 2 3 4. Như vậy là cô đã hướng dẫn xong cho các con bài trang số 11 rồi. Các con cùng quan sát, nghe lại cho kỹ và chúng ta luyện tập nhé. Chúc các con chơi bài này được thành thạo. Tạm biệt và hẹn gặp lại các con ở video sau.